Xin chào cả nhà, sáng nay là chợ ngày 21 tháng 7 năm 2024 nha cả nhà. Sầu riêng ri 6 giá xỉ là 50.000 một ký. Xỉ là xỉ nguyên thùng luôn nha cả nhà. Sầu riêng thái 70.000 một ký. Dưa gang 7.000 một ký. Cam xỉ 4.000 một ký. Cam xỉ 4.000 và thịt hệ xỉ là xỉ nguyên bọc luôn cả nhà, bọc 10 ký. Bữa da xanh xỉ là 20.000 một ký, xỉ là xỉ nguyên thùng, thùng 50 ký trở lên. Sầu riêng ri 6 nha cả nhà, xỉ là xỉ 50.000 một ký, xỉ nguyên thùng, một thùng là khoảng 50 ký trở lên, không được lựa nha cả nhà, lựa là có giá khác. Mình lựa từng trái là giá xỉ 70.000. Bữa nay mình thấy thanh long ruột đỏ rất là rẻ luôn cả nhà. Giá xỉ là 4.000 một ký. Xỉ là xỉ nguyên sọt. Một sọt là tầm 50 ký trở lên. Thanh long ruột đỏ. Bữa nay thanh long rất là rẻ luôn. 4.000 một ký. Bữa da xanh xỉ là 20.000 một ký. Thì người ta đóng thùng sẵn luôn tại nhà, thì xỉ là người ta bán giá rẻ, mà mình lấy phải là mua nguyên thùng nguyên sọt luôn vậy đó. Mấy trái dạt nè anh bán 35.000 một ký nè cả nhà. Mấy trái mà chín quá hoặc là bị không ngon lắm cả nhà thì bán 35.000 một ký. Thì xỉ giá xỉ 50 là nó có 3 học, 2 học thôi cả nhà. Còn mà xỉ 70 thì nó có 5 học, 4 học. Sầu riêng. Mít thái xỉ 10.000 một ký. Sầu riêng Musakin thì giá xỉ là 150.000 một ký nha cả nhà. Thì xỉ là xỉ nguyên thùng vậy luôn. Sầu riêng ngay chỗ vựa Hồng Loan, vựa A15 nha cả nhà. Cam bán lẻ 6.000 một ký, tha hồ lựa nha. Quẹo vô tha hồ lựa 5.000, 6.000, 7.000. Mình thấy rất nhiều nước luôn nha. Cam này rất là nhiều nước, mỏng vỏ. ngàn là trái to nhất nha cả nhà. Seri 100.000 10 ký seri cả nhà. Trái seri nhỏ nhỏ. Thanh long quá trời thanh long luôn cả nhà, mấy anh xe lôi lấy ra thanh long. Thanh long xỉ 3-4.000 một ký à. Bán lẻ 10.000. Cục bữa nay giá hơi cao nhưng cả nhà 450.000 thùng 10 ký. Dầu 70.000 một ký. Và các họ lọc 35.000 một ký. Nhãn 30.000 một ký cho sỉ. Riêng bán lẻ 75.000 một ký. Rồi 5 học nha cả nhà. Bữa da xanh 25.000, 35.000. Bán lẻ. Bữa nay mình thấy long là nhiều nhất. Quá trời thanh long luôn. 3-4.000 một ký thôi, bán giá sỉ. Mua lẻ 10.000. Bữa da xanh 20.000, 25.000. Dưa lưới vàng 25.000 một ký. Dưa lưới xanh 15.000.
35.000. Quá trời thanh long luôn cả nhà. Nhãn 30.000, 35.000. Bán lẻ là 35.000 một ký cả nhà, sỉ là 30.000. Măng cụt bán lẻ là 50.000 một ký. Chanh dây 15.000 một ký. Hà tím 50.000 10 ký. Sú Đà Lạt 4.000 một ký. Sú đẹp thì 10.000 cả nhà. Sú tím 10.000. Bí hồ lô 120.000 10 ký. Bầu bí 60.000 10 ký. Đầu bắp 35.000 5 ký. Bí đẹp luôn là 60.000 một ký nha cả nhà. Bí đẹp á, bí xanh đẹp á là 60.000 10 ký. Cái thảo 10.000, cái thảo đẹp. Su su 40.000 10 ký. Bắp su đẹp 10.000 một ký. Củ cải trắng 40.000 5 kg. Bí hồ lô 120.000 10 kg. Đậu bắp 40.000 5 kg. 70.000 10 kg. Ớt 40.000 1 kg. Đậu ve 150.000 10 kg. Bí xanh 80.000 10 ký. Thì đây là dãy khu B với khu D nha cả nhà. Đây là khu D. Hà tím 60.000 10 ký. Dưa leo đẹp 50.000 10 ký nha cả nhà. Bí xanh 50.000 10 ký. Đây là khu D 4 nha cả nhà. Dưa leo đẹp là 50.000 10 ký nha. Mướp là 60.000 10 ký. Mướp ở cả nhà. Su su 60.000 10 ký. Tí 40.000, bầu 40.000 10 ký. Củ dền tím 80.000 10 ký. Đây là cua dê nha cả nhà. Dê 26, dê 28 gì ạ. Cải muối 7.000 1 ký. Củ su 60.000. Su hào 80.000 10 ký. Rốt 160.000 10 ký. Đây là cổng 1 nha cả nhà. Cổng chính là đổ vựa trái cây. Hành 15.000 một bó. Một bó rất là nhiều cả nhà, một bó chắc được tầm 1 ký. Hành, lá, khoai tây 60.000 5 ký. Cà rốt 125.000 10 ký.
khoai mỡ 10.000 một ký, đường sỉ 33.000 một ký. Chạy lên đó là khu A bán lẻ cả nhà, dưa leo đẹp 50.000 một ký, ớt không hạt 60.000 10 ký, có hạt là 40.000 10 ký, bắp 70.000 10 ký, dưa leo bán lẻ 10.000, nấm kim châm 5.000 một bịch, kim châm cả nhà 5.000 một khối nhỏ nhỏ, thứ sừng 55.000 một ký, khế 15.000. Salad này có chỗ bán 5.000, có chỗ bán 10.000 nha cả nhà. Thì salad đẹp thì người ta bán giá 10.000, salad không đẹp lắm người ta bán 5.000 ký. Bí xanh này người ta bán lẻ là 15.000 một ký cả nhà, thì giá sỉ là khoảng 10.000. Dưa leo baby 100.000 bịch 10 ký. Củ cải trắng 25.000 5 ký. Đây là khu G nha cả nhà, ở trong chính giữa là khu G. Đầu ve 150.000 10 ký. Khoai tây 90.000 10 ký. Hành tây 50.000 5 ký. Mày vô. Cà tím 40.000 10 ký. Mày vô. Hành của anh bán hành này cả nhà 15.000. Một bó tầm 1 ký cả nhà, salad anh đó ngồi bán 5.000 một ký. Salad. Khu này khu G nha cả nhà. Hành lột 35.000 một ký. Tôi cần 15.000 một ký. Thẻ 10.000 một bó. Lách 5.000. Bữa nay cà chua mình thấy lên lại cả nhà 140.000 5 ký. Không bỏ. Tôi dạy yêu cầu tài xế xe 51D600098 ngay bây giờ có mặt tại xe. Đội bảo vệ yêu cầu tài xế xe 51D600098 ngay bây giờ có mặt tại xe khách. Phí hồ lô 130.000. Su su 60.000 10 ký. Cà ve 150.000 10 ký. Bí xanh 8.000 1 ký. Thì tùy theo chỗ bán thôi nha cả nhà. Của khoai mỡ 70.000 10 ký. Bán rồi bố. Đây là khu G nha. Khu G ở nhà mua thì đi vào vào khu G mua. Thế khu G bán cũng rẻ cả nha. Dưa leo baby 100.000 10 ký. Cà tím 40.000 10 ký. Thu hào 80.000 10 ký. Thu su 60.000 10 ký. Đây mình chạy lên khu bán lẻ nha cả nhà. Tập số loại 4.000, 5.000, 8.000, 7.000. Thì loại đẹp nhất là 10.000 nha cả nhà.
thì tùy theo nó xấu đẹp nữa. Đây là dãy khu A, A với khu B bán lẻ này, đông quá cả nhà. Bữa nay mình không có vô nha, mình không có vô khu bán lẻ. Bữa nay mình không có khu đồ, mình không có vô. Quay sơ quay lại cả nhà coi. Thì bán lẻ người ta bán giá cao hơn một xíu thôi cả nhà. Ở trong đây thì mình thấy yên tĩnh hơn cả nhà. Ở ngoài chỗ tự phát thì người ta có cái loa rất là ồn, mình quay nó rất đầu cả nhà. Mình quay trong này thì nó đỡ hơn, không có cái loa. Cà chua 140.000 5kg, cà chua bữa nay lên chút xíu nha cả nhà. Bữa 100.000, khi mình quay là 100.000, bữa nay 140.000 5kg, 120.000 5kg. Rồi. Dơ rồi. Cảm ơn anh nha. Cầm về giặt. Cầm đi. Đậu bắp 40.000 5kg, 70.000 10kg. Ớt 40.000 một ký. Bí cua G sỉ 40.000 cả nhà. Góc cua G27. Chỗ cua này là G27 cả nhà. Dưa leo 50.000, dưa leo đẹp 10 ký. Ấp số quá trời, ấp số là mấy số đẹp là có giá cao nhất là 10.000 cả nhà. Hầu bí quá trời luôn cả nhà. Cặp báo 6.000-7.000 một ký à. Bông tiền lý vẫn 50.000. Rô má 10.000. Đầu củ hoa 4.000 một ký. Thì có loại củ người ta bán 20.000 10 ký nha cả nhà. Củ hoa loại đẹp thì người ta bán 40-50.000 10 ký. Bí hồ lô sỉ 130.000. Bí to đó sỉ giá cao nhất ở nhà. Bí to, bí tròn, bí xanh là 18.000 một ký. Cao su 7.000 một ký. Thì video mình tới đây kết thúc cho cả nhà. Cả nhà muốn cập nhật giá gì thì bình luận mình bên dưới nha. Mình sẽ đi qua cho cả nhà xem nha. Tinh dây 150.000 10 ký cả nhà. 80.000 mà 5 ký.